Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chiếc Xe Đạp. Và hôm nay em giới thiệu bác một mẫu siêu phẩm mới về bên em. Đầu tiên về bên cửa hàng bên nhà Chiếc Xe Đạp, mẫu dòng BMC Ampex. Thì hôm trước em có giới thiệu bác qua về cái mẫu BMC dòng Touring, dòng cao cấp của Thụy Sĩ. Thì nay em về một chiếc dòng BMC Roadbike Ampex. Đây là cái mẫu model năm 2014 được bình chọn là cái mẫu dòng xe đua chuyên nghiệp được thi đấu giải bên thị trường châu Âu. BMC thương hiệu đến từ Thụy Sĩ, full carbon, đồ cấu hình khủng, full group Ultegra, vành cặp chính hãng của Funcom. Và một em duy nhất về cả bên kia xe đạp ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời anh ta tổng thể chiếc xe. Vâng, thì em sẽ giới thiệu qua các bác về cái mẫu model Roadbike BMC Ampex full carbon về bên cửa hàng bên em. Cái mẫu là cái mẫu màu đỏ đen. Các bác chỉ cần lên Google cần rõ ghi rõ là Roadbike BMC Ampex carbon thì ra cái model của xe. Cái model của xe là năm 2014 và rất nhiều cái hình ảnh xe được trên website chính hãng của Google. Đây các bác nhìn rõ. Đây. Mẫu BMC nhà bên em đây. BMC Ampex. Được sử dụng rất nhiều rộng rãi trên thị trường châu Âu. Full carbon. Dòng BMC. Đây là một trong web bên thị trường châu Âu. Cũng rất nhiều trong web các bác có thể lên trên mạng để tham khảo thêm. Nó chỉ cần gõ Google là map Google là ra có thể cái dòng model của xe BMC, dòng Roadbike. Và cái năm đây là cái mẫu dòng xe đua được sử dụng rộng rãi, dòng xe đến từ Thụy Sĩ trong nhá. Được rất nhiều các vận động viên chuyên nghiệp sử dụng trong những cung đường đua. Được trưng bày và năm 2014 được đánh giá được bình luận là một chiếc xe bán chạy của BMC, cái mẫu model Ampex. Và trên YouTube các bác cũng có thể tìm được cái mẫu BMC Ampex. Đây, cũng rất nhiều vận động viên được lựa chọn cái mẫu model của xe sử dụng trên những cung đường đua chuyên nghiệp và được review rất là nhiều. Hình ảnh chiếc xe đây, nó cũng là cái tông màu bên nhà em. Vâng, thì em vừa giới thiệu qua cho các bác về cái mẫu BMC Ampex full carbon đến từ thương hiệu của Thụy Sĩ. Khung rất là đẹp đó nhá. Khung được thiết kế theo khung rất là chắc chắn, khớp nối những cái dòng khung carbon. Rất là ít xe về mà sử dụng những cái bộ khung khớp nối vòng carbon này, chia ra làm hai mảng rõ rệt. Cho bộ chuyển động của xe rất là tốt. Người đi rất là dễ dàng sử dụng. Đây là người đường vân carbon rõ rệt trên khung xe. Model của xe là BMC Ampex Switchback Thụy Sĩ, biểu tượng logo hình chữ thập full carbon, được chia làm hai tông màu đỏ đen rất là rõ nét cho các bác. Xe lần này em về độ mới trên 90% xe. Đánh giá rất là cao về cái mẫu xe BMC Ampex này em về. Gần như là mới tuyệt đối, được người chủ cũ thì rất giữ gìn xe. Các bác nhìn rõ cái khớp nối của xe đây. Trên được khung xe, bên dưới thì có một khớp nối bên giữa khung đứng và khung ngang, giúp cho xe chắc chắn hơn. Sử dụng với khung dẹp. Ngang bo vuông sát cạnh so với những cái mẫu dòng xe đua bo tròn. Style Rhythmic Team sử dụng cho những cái dòng xe đua theo team
tập thể. Đồ mới của xe rất là đẹp, gần như là tuyệt đối. Trên khung xe những cái logo thương hiệu của xe rất là rõ nét, BMC. Sẽ được thiết kế với bộ dây êm sườn đi trong khung xe, lòng đen cổ phốt carbon, khung carbon. Đây là một cái mẫu xe dành cho những vận động viên chuyên nghiệp được sử dụng rất rộng rãi bên thị trường châu Âu. Rất nhiều các bác hỏi em về những dòng xe đua cao cấp thì đây em về một chiếc đây, thương hiệu BMC đến từ Thụy Sĩ. Càng ni lông xe carbon nguyên bản trong xe, xe sử dụng với bộ tay lắp chính hãng của Untegra. Cái tay lắp bên tay trái em, cái tay lắp Untegra, mấy tay phải em sử dụng với bộ tay lắp cũng chính hãng của Untegra. Đằng trước thì có logo của BMC, sử dụng với bộ phanh đằng trước là phanh ba mảnh chính hãng của Untegra. Gần như phần cuối của dòng xe road bike rồi. Càng đằng trước là sử dụng với càng carbon, cũng chưa làm khớp nối hai mảnh giữa BMC khung carbon. Sử dụng với cái mayơ vành cặp chính hãng của Funcom. Mayơ vành cặp mà hiệu có biết là cái dòng cao cấp sử dụng cái dòng xe đua vành Funcom rồi. Vành nhôm hai lớp. Vành cao cấp, căm lá hẹ, căm dẹp đó nhá. Vành Funcom và vành Mavic là hai cái dòng hãng hiệu cao cấp của dòng vành xe đạp. Lốp cao cấp. Lốp của Petroline luôn đó nhá. Lốp của Petroline. Lốp hiệu Petroline. Turbo Petroline. Lốp còn rất là mới. Ở dưới gầm xe còn mã vạch chính hãng của xe. Cọc yên chính hãng của BMC, cọc yên carbon, khung carbon, ghi đông carbon, càng carbon, cọc yên carbon. Đằng sau sử dụng với phanh ba mảnh chính hãng của Untegra. Gạt đĩa của Subaru Untegra. Đùi đĩa Untegra. Cụ đề sau là sử dụng cụ đề Subaru Untegra. Vâng, và xe sử dụng với full group chính hãng của Untegra. Đằng sau cũng sử dụng với vành mayơ cặp chính hãng của Funcom. Mây hoặc đạn cuối lổ. Cái là bon. Đó là con tôm đến những dòng xe đạp đua cao cấp thì đây là một sự lựa chọn cho các bác. Với cái tông màu đỏ đen rất là nổi bật. Khung được thiết kế theo khớp lối vân carbon. Xe còn rất là đẹp nhé, mình giá trên 90-95% xe. Và bây giờ xin vào đo chiều cao đứng của khung xe. Không điện, không nhắn tin. Vâng, chiều cao đứng của khung xe là size 51. Chiều cao ngang khung là size 52. Thế là các bạn 1m63 đến trên 1m7 như vừa. Bây giờ xin mời anh đã chi tiết hoạt động của xe. Xe trang bị với 10 tầng lip, phủ đề Untegra, full group Untegra, vành cặp Funcom, tên lip này. Cú lip.
bên phải em là hai tầng đĩa, đồ đĩa bỏ UTG ra, súng đĩa. Có số điện thoại đó chưa? Có. Đĩa UTG ra, lên đĩa. Ta sử dụng với bộ vành cặp cao cấp của khung điện hiện tại là mọi người đã tổng thể xong chiếc xe đua cao cấp BMC thương hiệu đến từ Thụy Sĩ, model Unpack, khung carbon, hộp in carbon, ghi đông carbon, càng carbon, sử dụng với full group chính hãng của UTG ra, vành cặp cao cấp, vành cặp của Vinpool, và xe giá tốt bên em là 20.800.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bạn có thể liên hệ qua Zalo 0975 709 943, lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh và hẹn gặp lại cho ngày mai.